Sinh lực thần kỳ. Rộng sáng của anh nè. Tránh đường cho tôi. Sao vậy? Bộ ăn sáng rồi hả? Hay là không thích đồ ăn sáng của em? Vậy em thích ăn cái gì nói đi. Bún bò, hủ tiếu bò kho, bánh canh, nuôi hay là bún đậu mắm tôm, bún chả Hà Nội hả? Muốn biết tôi thích ăn gì thì cô đi hỏi thằng Dũng được mà. Người ta muốn nghe chính miệng của anh nói mà. À, chắc chắn là bạn cô và thằng Dũng chia tay rồi. Vậy nên cô mới phải trực tiếp đi hỏi tôi. Chứ bình thường cô đâu có cần... Đọc nhiều chuyện tranh quá hay sao vậy? Vậy mà cũng nghĩ ra được. Đúng. Da mặt cô dày như vậy. Hai người đó chia tay thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Sao nói mặn ta vậy? Da mặt người ta mỏng lắm đó. Mịn, còn mượt nữa đó. Không tin hả? Không tin, hiện giờ thử đi. Đây là công ty nhá. Cô làm cái gì đây? Tiền sao? Giờ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Mỹ Linh, đừng đi. Không có gì đâu, em đừng hiểu nhầm. Đúng rồi, anh chị không có gì đâu. Ở đây là công ty cấm yêu đương mà. Cấm yêu đương đấy? Dạ em tin mà. Chị đến đây đưa đồ ăn cho anh Lực thôi. Chỉ là đưa đồ ăn thôi. Dạ, nhìn là biết đưa đồ ăn rồi. Linh, anh Lực có pha cà phê ngon lắm, uống không? Đưa ly đây chị rót cho. Đúng rồi, Linh vào đây uống cà phê đi, nhanh. Dạ. Cảm ơn chị Thi, cảm ơn anh Lực. Linh à. Em, Linh và anh Lực là hai anh em đấy nha. Anh em Linh Lực. Linh uống cà phê của anh Lực rồi thì không được nói linh tinh ấy nhá. Dạ, em đâu nói gì linh tinh đâu. Em thấy gì em nói cái đó à. Cô thấy chưa? Tại cô ấy. Xin Lực thần kỳ, đồ ăn sáng của anh em để đây nha. Còn khi nào anh muốn sờ mặt em, cứ nói nha. Lúc nào cũng được. À, ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Tỉnh táo lại. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.